Phút thứ 7, trọng tài cho Công an Hà Nội được hưởng phạt đền nhưng Đoàn Văn Hậu đã thực hiện không thành công. Ngay sau pha đền không thành công, Sông Lam Nghệ An có bàn mở tỷ số. Sau bàn thua, Công an Hà Nội đẩy cao tốc độ trận đấu và tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành đội khách. Sang hiệp 2, Công an Hà Nội vẫn là đội chủ động tấn công. Phút 52, cầu thủ U22 Việt Nam Lê Văn Đô có bàn thắng rất đẹp bắt gỡ hòa cho đội nhà. Phút 66, cầu thủ vào sân thay người Tô Văn Vũ tạt bóng từ cánh phải, trung vệ Quế Ngọc Hải đánh đầu phá bóng về phía khung thành nhưng thủ môn Văn Việt kịp cản phá. Dàn free ập vào dứt điểm cận thành ấn định tỷ số 2-1 cho Công an Hà Nội.